đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide. Vâng, thì các bạn, hiện tại đang một buổi tối ở Thái Lan, thứ bảy, mà hình như mình đang đứng trước một cái tòa nhà gì đó như là Central Embassy gần Semiragon, thì đầu trước cửa là một chiếc xe Ferrari 48 GTB màu đỏ. Thêm một chiếc Ferrari 48 GTB màu đỏ, biển số 789 rất là đẹp. Một chiếc Audi R8 xanh dương, khá là đẹp mắt. Đây là mẫu Audi R8 đời 2010 phải. Đây sẽ có được ốp carbon và kính gió cũng được độ hơn carbon, khá đẹp mắt. Biển số cũng quá là xịn, 242. Ok các bạn nhớ nha, hay nào mà đến Bangkok thì có thể ghé qua chỗ này thử Central Embassy. Như là chỉ có thứ bảy nhật thì mấy mẫu chiếc xe này mới ra đường này. Quá đẹp. Đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Jalai, players OG, monitor like Kobe, dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace, bên ngoài